Xin chào các bạn ha. Thì trước mặt các bạn là con xe Free From Thai 1. Thì em này ra thì cũng cũng lâu rồi. Cách đây một năm mấy ha. Thì nhưng mà cái dòng này á là cái dòng 2024. Thì nhà sản xuất có nâng cấp con IC lên ha, thì cho nó tốt hơn ha, mạnh mẽ hơn. Thì ngoài ra những cái màu cơ bản của em xe nó là màu 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 đen liên vàng, màu màu trà sữa và màu rêu. Thì nay phiên bản 2024 sẽ có một số màu mới, giống như là những cái màu giống như là hoa văn, họa tiết, giống như họa tiết lửa nè, họa tiết nước nè, họa tiết quân đội nè. Đó, những cái họa tiết đó nó sẽ được thể hiện ở trên cái ốp mặt trước. Đây, ốp mặt trước những cái viền viền này. Đó, những cái họa tiết đó nó sẽ thể hiện trên những cái viền này. Đó. Thì nó sẽ thay đổi về cái màu sắc một tí, và IC nó nâng cấp lên cho mình tốt hơn. Đó, ngoài ra thì vẫn giữ cái kiểu dáng cái form cũ ha. Đây là xe, đây là bên em lắp để full combo. Đó, gồm có xe sử dụng bên em sử dụng bình to nha, không sử dụng bình nhỏ nha. Ốp mặt trước rồi cốc ly và thùng giữa. Ngoài ra thì khách yêu cầu gắn thêm cái tủ lưng nữa để cho ngồi cho nó cho người ngồi sau ngồi nó vững hơn. Thường á những cái dòng xe này á, nếu mà không gắn tủ lưng á thì khi mà mình ngồi á, mình ngồi mình đạp mình gác chân lên đây nè, cái người ngồi sau á có cảm giác rất là chênh vênh. Mỗi khi mà người ngồi trước mà lên ga, người ngồi sau á, cái chân nó để nó không không phù hợp, nói chung là nó không có được gọi là vững á, cho nên là hay bật ngửa về về phía sau, cho nên là mình nên là gắn thêm một cái tủ lưng nữa phía sau này nữa, thì nó sẽ giúp mình đỡ hơn, an toàn hơn ha. Thì đây là cái thùng đó. Đó, cái thùng của nó thì thùng này cũng khá là to ha, đựng đồ cũng hơi nhiều á đó. Đó, mình mở là đó. Cái hộc đồ này là khá là to ha, để được nón bảo hiểm rồi rất là nhiều đồ các bạn ha. Đó, to, rất là đẹp. Thì đồ này thì có thêm đây là cốc, nó giống như là cái cốc đựng 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 mấy cái ly ấy. Đó, hoặc là những chai chai nước nó có thể để đây ha. Rất là ok các bạn ha. Rồi phía cái yếm của nó thì cũng có những cái hộc đựng đồ, mình có thể để được những cái linh tinh như khăn giấy, chai nước đó, linh tinh, nói chung là để được cũng khá là nhiều đồ khi mình gấp cái phụ kiện vô ha. Đó, em với tổng tài em nói cho mình coi xem xe này là mình giao cho khách ha. Đó, nhìn rất là thể thao và đẹp nha các bạn, mặc dù ra lâu rồi nhưng mà cái đồ hot nó vẫn là vẫn hot nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.